em không chơi skin, tôi cũng không chơi skin luôn. Bữa nào má món cuối tôi tính lên vô cực các bạn ạ. Gần mua được cái cây vô cực kiếm rồi. Thằng dây xe bên kia, nói chung tem bên kia nó lên chí mạng các bạn. Thằng dây này nó lên cái món này này, đánh mình chí mạng cái. Ồ mình lâu rồi mình không như trước giờ tôi chưa thử dắt lên vô cực, cầm vô cực chơi rồi. Lên vô cực gõ rồi. Thôi được rồi, cảm ơn mọi người xem video nha. Mọi người hay vì cầm cái này, cầm cái ngọc tóc đánh cũng được. Tùy mọi người có một phong cách riêng. Mình cầm cái đó là ví dụ như là tem mình không có phép ấy. Thì tôi nói chung là phong cách của tôi hút máu. Thì tóc đánh cũng được. Spam siêu hai rồi cái thứ. Cảm ơn mọi người xem video nha. Cái này nhạc. Bên kia không có tăng. Nói chung có đấu sĩ toàn là tướng cầm xa không. Ồ. Mà trời ơi, chị cũng chưa tốt rồi nhưng mà mình ok. Ok, với danh nghĩa là MVP thôi nhưng mà tiếc là không đạt tiêu chuẩn để up YouTube. Cảm ơn mọi người xem video.